Đây là muốn đánh nhau sao? Lên đi, học sinh mà, tôi rất muốn xem đó. À, mình thấy hay là ai đó bảo, đi báo báo Huy đi. Mày gái thằng này. Hử, không ra tay sao? Bọn mình chỉ đang giỡn với nhau thôi, sao có thể đánh nhau chứ? Quan hệ của bọn mình rất tốt. Cậu nói đúng không? An Nam, mày đang làm cái gì vậy? Còn không mau bỏ tao ra. Tôi có chút việc muốn nói với cậu. Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi. Wow, tình bạn của bọn con trai thật tốt nha. Mày bị điên à? Cố ý làm tay tao bị thương, còn làm dơ quần áo của tao. Mày có cuộc là muốn làm gì? Muốn cái gì? Tao chỉ muốn đem bộ mặt giả vờ của mày xé xuống mà thôi. Còn mày đặt giả vờ giống với nhiều người khác, mày chỉ là một thằng xấu xa. Cái gì? Nhìn tao thấy khó chịu. Vậy mày trực tiếp đi nói với thầy giáo đi. Âm dương quái khí ở đây làm cái gì? Nói với thầy giáo khi còn ý nghĩa gì chứ? Tao muốn để mày lộ tẩy trước mặt cả lớp cơ, để bọn họ nhìn thấy mày có cuộc là sói hay là cừu non. Mày cái thằng này, mày bị điên à? Tao với mày có thù oán gì? Trước đây tao còn chưa từng giúp đỡ mày. Còn từng giúp đỡ mày, mày làm như vậy thì có lợi ích gì cho mày? Có chứ. Mày không cảm thấy rất có ý nghĩa sao? Mặc dù bộ dạng mày trước đây vẫn luôn lấy lòng người khác, bị ức hiếp cũng không phản kháng, giống một con cừu non yếu đuối. Nhưng mà tao cảm thấy mày đang che giấu cái gì đó. Quả thật mày không phải là một tên ngốc nhàm chán. Tao rất có hứng thú với mày nha. Mày không phải thích nhẫn nhịn à? Tao chính là muốn xem mày có thể nhẫn nhịn được bao lâu. Sau này chúng ta có rất nhiều thời gian, cứ từ từ mà chơi. Từ từ. Mày muốn chơi thì mày cứ đến thử đi. Nhưng mà nếu thật sự đem phiền phức cho tao, mày cứ chuẩn bị tâm lý cho tốt đi. Tao chỉ sợ không có người chơi cùng tao thôi. Anh nói đi, sao lại có người nhàm chán như vậy chứ? Ở trường học thì lo học hành chăm chỉ đi, bắt bớ tôi làm cái gì? Vậy thì có liên quan gì đến tôi? Sao anh có thể nói như vậy chứ? Anh không biết đâu, mấy ngày nay tôi chịu bao nhiêu khổ sở. Thằng đó mỗi ngày đều có cách để cho tôi. Tao nói với thầy rồi, tao sẽ chịu phụ trách giúp đỡ mày học tập. Mày làm mấy trang này đi, không làm xong thì không được về nhà. Gì cơ? Cảm ơn đồ uống của mày nha, Minh Thần. Ai mua đồ uống cho cậu chứ? Chúc mừng mày 85 phút, làm được 5 trang bài thi. Nhanh chóng đi đọc sách đi. Đầu óc của cậu trước giờ không được tốt mà. Nếu không phải sở trường học, tôi sớm đã đánh nó rồi. Quậy cậu đừng để, đừng đi đến trường nữa. Như vậy chẳng khác nào tôi nhận thua. Với lại ông chủ không dễ dàng gì mới cho tôi đến đó. Chưa được bao lâu mà đã quay về, thật sự rất mất mặt. Quậy có cần tôi giúp cậu giải quyết không? Hử, anh nghiêm túc à? Chỉ là thằng nhóc không hiểu chuyện thôi, không cần phải khoa trương như vậy. Anh đừng quan tâm nữa. Quậy cậu đội tôi ra đây để làm gì?
Mời tôi ăn cơm đi, tôi còn muốn phát tiết nữa. Đông người quá quậy, thôi ăn cái gì khác đi. Đừng mà, tôi lâu rồi chưa có ăn thịt, hôm nay tôi nhất định phải ăn thịt. Kia kìa, bên kia, không phải còn một chỗ sao? Nhanh lên, dành chỗ đi. Hôm nay nhất định phải ăn. Của tôi. Ừ. Mày sao lại ở đây chứ? Có liên quan gì đến mày? Ừ, không vấn đề, nhưng chỗ này là của tao. Mày tránh ra cho tao. Hử, có huyết tên của mày sao? Là tao nhìn thấy trước đấy. Ai cho mày ngồi xuống? Nhanh chóng đi ra. Mày đừng có hét qua mặt tao được không? Nước bọt đều bắn ra ngoài. Thật buồn nôn. Mày nhìn hai quỷ có khỏe như quen biết. Nếu không thì ngồi ăn cùng nhau đi. Ăn cùng nhau? Cô xem thái độ của nó như vậy, tôi có thể cùng nó ăn cũng sao? Đúng rồi, quậy mày mau đi đi. Nếu đi cũng là mày đi. Chỉ cần quét cái này là có thể rồi món sao? Cái thằng này, đừng để tao phải cho mày một bài học. Mày nghe không hiểu tiếng người hả? Quả phải ngồi cùng nhau. Cái thằng này, thật đúng là âm hồn bất tang mà. Tao nói mày cũng thật là rảnh rỗi nhỉ. Chỉ có một mình cùng đi ăn thịt nướng. Vậy sao? Tao cảm thấy mày còn rảnh hơn. Đóng bài tập giao cho mày không đủ làm à? Mày còn dám nhắc đến. Mày vừa đến, tao liền rất bực mình. Tao nói cho mày biết, bây giờ đang không phải ở trường. Ừ. Vậy bây giờ mày thử động tay đi. Tao đảm bảo tiêu đề tin tức quê mày sẽ xuất hiện vào ngày mai. Ở đây nó hơn việc hơn ở trường nhiều. Mày nghĩ tao không dám à? Tao nói cho mày biết. Tôi hỏi cậu một lần nữa, có cần tôi giúp không? Ây vô, này lại là ai đây? Đúng là ngu tầm ngu, mã tầm mã. Cười chết tao rồi. Giúp cái gì? Nếu không cần mà quậy thì hiến tặng cho người khác cần đi. Còn dám lấy kiểu tóc ra đùa, không cảm thấy mất mặt sao? Thôi chết, chứng cá rét nhất, người khác nói về đầu tóc của hắn. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Đây là nơi công cộng sẽ bị bắt đi đấy. Đừng để ý đến nó. Nó khi biết cái gì, bình tĩnh đi. Biết mất mặt thì tốt rồi, nhanh chóng cạo chọc luôn đi. Mày im miệng cho tao. Mày thật sự muốn chết hả? Chứng cá bình tĩnh, chúng ta ăn cơm đi, ngồi xuống, ngồi xuống. Hằng kia tao nói cho mày biết, nhìn thấy hai chiếc đũa này không? Mày đang bên mày. Tao ăn bên của tao, mỗi người một nửa không được lắng qua. Nếu thịt của mày lắng qua đây, khi đó là của tao nha. Được, nếu tay của mày dám vượt qua đụng thịt của tao, tao sẽ đem tay của mày nướng luôn. Làm gì khoa trương vậy? Giống như cả đệ chứ từng ăn thịt ướng à? Đó là đương nhiên. Mày biết có bao nhiêu người khổ sở cả tháng cũng không ăn nổi một miếng thịt không? Còn có nhiều người cả đệ cũng chưa từng nếm qua mùi vị thịt nướng. Thôi đi, nói với mày những thứ đó cũng vô dụng. Một đứa trẻ sinh ra trong một gia đình hoàn hảo như mày thì biết cái gì chứ? Mày chính là sống quá thoải mái rồi, nên mới là mấy chuyện nhàm chán như thế. Mày sẽ không biết cái gì rồi là. Nỗi khổ của nhân gian nè. Ta đòi đến đối chuyện với mày. Mà mày đi đâu vậy? Mày còn hưa nhiều thịt lắm nè. Mày còn nhiều thịt lắm nè. Bộ không ăn nữa hả? Khờ không hiểu nổi có người hiện giờ đều như vậy à. Người nào người nấy thịt cũng không thèm ăn.
Không ăn thì thôi, tao ăn. Nhiều thịt như vậy không thể lãng phí được. Một đứa trẻ sinh ra trong gia đình hoàn hảo như mày thì biết cái gì chứ? Gia đình hoàn hảo? Mày thì hiểu cái khá gì? Ê, quay lại rồi à? Đi lâu như vậy tao còn cho rằng mày bỏ chạy rồi chứ. Thịt của tao đâu? Mày ăn hết toàn bộ luôn hả? Đúng rồi, không thể lãng phí được. Tao cố gắng lắm mới giúp mày ăn hết đó. Coi như là mày bồi thường những việc mày đã làm với tao đi. Mày khốn nạn, ai cho mày động đến thịt của tao? Nhả ra, trả lại cho tao. Ăn cũng đã rồi, có thể làm được gì? Còn dư lại một miếng cuối nè. Mày dù sao cũng có tiền mà, gọi Kim là được rồi. Im miệng, tao thà cho chó ăn cũng không cho mày ăn. Mày sao có thể nói như vậy chứ? Mày... Thịt của tao. Đó là thịt của tao. Hoàng hôn. Hai người ở nơi này làm cái gì vậy? Mày... Tao nói mày chứ, không phải chỉ có một miếng thịt thôi sao? Mày để đó cho tao. Tao sẽ làm cuộc sống ở trường học của mày đau khổ tủ cùng. Tao cũng cảnh cáo mày, đừng nghĩ lấy việc học ra để ép buộc tao. Còn có, tao ngày mai sẽ đi mét với thầy thể dục. Ngày mai đó là mày lấy quần áo của thầy ấy. Ủa thật sao? Mày có chứng cứ không? Thầy nghĩ thầy ấy sẽ tin mày á? Quậy, mày cũng đừng nghĩ dùng chuyện ngày đó để uy hiếp tao. Được thôi. Quậy thì xem ai nắng được khớp của đối phương trước. Được, nếu khua thì phải làm trâu làm ngựa cho đối phương. Đáng ghét. Tạ An Nam người ta đứng nhất lớp, chủ động muốn giúp đỡ em học tập. Em không cảm kích còn nghĩ không cần em ấy. Không được, ngoan ngoãn nghe lời em ấy đi. Thầy giáo còn không thèm nhìn mình, sau này đừng hòng kêu mà đến giúp thầy ấy làm việc nữa. Vấn đề là cái tên này không phải đang thụ đạo mình học tập, nó chính là muốn chỉnh đốn mình mà thôi. Mình đến đây đâu phải để chơi với nó. Tiết học này đến đây thôi, các em nghỉ ngay đi. Không được, tạm biệt thầy. Mình phải chủ động xuất chiêu. Bạn học Tạ Nam ơi, bài tập này tôi xem không hiểu, giúp tôi phụ đạo một chút nha. À còn có bài này cũng vậy. Toàn bộ được xếp không hiểu, làm phiền cậu giảng từ từ chậm chậm để tôi hiểu nha. Cậu là người chủ động muốn phụ đạo việc học của tôi mà. Đơn giản như vậy, mày tự mình xem sách đi. Ừ, chính là xem không hiểu nên mới hỏi cậu đó. Đại ca, đến đây. Là người thông minh thứ hai trong lớp, em cảm thấy em có đủ tư cách. Chẳng ra không phải việc của cậu phụ đạo cho anh, hoặc là giúp tôi phụ đạo cho tốt, hoặc là tự mình đến gặp thầy giáo nói không làm nữa. Được rồi, ngồi xuống đi. Tao sẽ giảng dạy cho mày từng bài một. Nhưng mà sau khi tao giảng xong mà mày vẫn làm sai, tao sẽ đánh vào tay mày. Sai một bài đánh một cây, cho đến khi làm đúng mới thôi.
Tôi đâu có nói sẽ làm sai sẽ bị đánh đâu. Như vậy mới có thể nâng cao tinh thần của mày được. Tình cảm của bọn con trai thật tốt. Thật tốt nha. Tên đó ra tay thật tàn nhẫn mà. Tôi Quý Minh Thần từ khi nào phải chịu sự bắt nạt này chứ? Mày hãy để đó. Tiết học thể dục hôm nay chúng ta làm khác một chút nha. Quỳ để giúp các em đoàn kết, có năng lực hợp tác. Hôm nay thầy sẽ tổ chức thi đấu hai người ba chân. Qua hay quá, cảm thấy rất thú vị nha. Rất hứng thú đúng không? Bây giờ bắt đầu hai người tự chọn đội đi. Đại ca, hai chúng ta cùng một đội đi. Chúng ta cùng nhau nhất định. Hai đến lượt mình rồi. Sẽ vô địch. Để đấy hằng xấu xa. Tay của tao hiện tại vẫn còn đau này. Im miệng đi. Có muốn tay còn lại cũng sưng luôn không? Quý Minh Thần, xem ra quan hệ của hai em rất tốt. Chủ động muốn cùng Tạ Nam An thành một đội. Cố lên thầy, tin tưởng hai em. Thầy cứ yên tâm. Chuẩn bị. Xuất phát. Mày điên rồi hả? Mày. Đây là hai người ba chân, không phải một người ba chân. Không phải lúc nãy mày còn rất ngang ngược sao? Nếu mày có thể chịu đựng được, mày cũng kéo tao đi được mà. Chậm chút mày, hận điên này, tao sắp ngã rồi. Anh ơi, anh không ổn à? Sao không cùng đội với em? Anh ơi, anh không ổn à? Sao không cùng đội với em? Là do thân thể không phối hợp nhịp nhàng đó. Vậy em đến kiểm kết thúc. Đợi anh nha. Bye anh. Cái gì để tôi quế? Nhanh dừng lại. Đã biết là không thể thắng rồi mà. Mày ngậm miệng lại đi. Ái chà, không tệ nha Quý Minh Thần. Nhưng mà chiến thắng này không thể chỉ dựa vào một người được. Quý Minh Thần cố lên. Quý Minh Thần cố lên. Đẹp trai quá đi. Hình ảnh hai nam sinh cùng nhau vận động đẹp trai mà. Phải nhanh chóng chụp lại rồi đăng lên mạng mới được. Thầy tuyên bố giải nhất cuộc thi hai người ba chân là Lý Kỳ Danh và Trình Hâm. Hạng nhất sẽ đấu với hạng hai. Chúng ta tiếp tục vào tiết sau. Quý Minh Thần, em đừng nản lòng. Các em đằng sau phối hợp nhịp nhàng một chút là được rồi. Thầy ơi, không sao đâu ạ. Hai đứa không thành vấn đề. Tôi nhìn người rất chuẩn. Thưa thầy. Em không. Không. Không bằng sau này. Để em rèn luyện thân thể cho bạn Tạ An Nam đi. Em thấy thân thể của bạn ấy hình như rất yếu. Em muốn giúp bạn ấy rèn luyện một chút để bạn ấy có một thân thể khỏe mạnh. Thưa thầy, em không. Rất tốt. Tôi quả nhiên không nhìn lầm người mà. Em rất tốt. Tạ An Nam, em phải chăm chỉ rèn luyện với Quý Minh Thần đó. Thầy yên tâm nha. Em nhất định huấn luyện thật tốt cho bạn ấy. Tận hưởng đi, thằng khốn. Mày cười cái gì chứ? Đáng ghét. Cảnh giác như chân muốn chặt luôn rồi. Tên khốn đó. Chỉ biết dùng sức mạnh thô bạo thôi mà. Mày hãy để đấy. Muốn
chết rồi. Anh. Không được cử động, giữ yên đó cho tao. Mày thằng khốn, tao không được rồi. Mới có bao nhiêu đây thôi mà cũng không được cái gì. Đúng là thiếu luyện tập mà. Hay kêu tao phải rèn luyện cho mày thật tốt. Mày giữ yên đó, không được động đậy. Mày... Mày xem, mày đang làm cái gì vậy? Tư thế hoàn toàn biến dạng luôn rồi. Phải giữ cho cơ thể thành một con đường thẳng chứ. Phần bụng phải giữ lực. Nè kêu mày dùng lực, mà sao mày lại nằm sắp luôn rồi? Ai cho mày đụng vào tao? Mày, thằng khốn này, cố ý đúng không? Tao chỉ là ăn miếng trả miếng thôi. Được rồi, tiếp tục là chạy quanh trường hai vòng đi. Sau này mỗi ngày vào lúc nghỉ trưa, mày đều phải làm như vậy một lần. Cái gì cút đi, ai mượn mày chứ? Đại ca, thì ra là anh ở đây. Em đi tìm anh lâu lắm rồi đấy. Giáo viên chủ nhiệm đang tìm anh đó. Tìm tôi à? Nhất định lại muốn tôi làm giúp việc, việc giúp thầy ấy rồi. Ừ đúng rồi. Tóc đen, thầy chủ nhiệm cũng rồi mày đó. Cái gì? Quá kém rồi. Em thi quá kém, Quý Minh Thần. Em biết em kéo điểm trung bình của lớp chúng ta xuống bao nhiêu không? Em đã hết, em đã cố hết sức rồi. Phí lời, thầy đã để Tạ An Nam phụ đạo cho em rồi. Em còn thi thành như vậy. Phụ đạo? Thằng này nó không hề chỉ dạy em. Nó chỉ muốn tìm cách chỉnh đốn em mà thôi. Nói bậy cái gì vậy? Tôi thấy nhất định là em học hành không chăm chỉ rồi. Cái này, An Nam, thành tích lần này của em cũng bị hạ một chút. Nếu như không phải, không muốn tiếp tục phụ đạo cho Mỹ Minh Thần, em sẽ tiếp tục phụ đạo cho cậu ấy thật tốt. Thầy yên tâm đi. Quá tốt rồi. Em quả nhiên là một đứa trẻ tốt, Quý Minh Thần. Em phải ngoan ngoãn nghe lời An Nam đó. Cái thằng này còn muốn đối đầu với mình đến lúc nào? 3 ngày sau. Tao nói này, chúng ta ngừng chiến đi. Tại sao cứ phải đấu đá nhau như thế này chứ? Được thôi, bây giờ mày hãy nói với tao. Em nhận thua rồi, em không nên chiêu chọc rượu anh An Nam. Em cảm thấy vô cùng hối hận về những việc trước kia mà em làm. Xin hãy tha thứ cho em nha. Thì tao sẽ tha cho mày. Mày nói nhảm cái gì vậy? Bớt được vôi đòi hai bà chân đi. Còn muốn ri hình tao? Tao thấy mày nên quay lại bộ dạng đáng bị đáng của mày mới đúng. Trả lại cho tao. Mày là đồ lưu manh hả? Hử? Đây là mày sao? Từ nhỏ đã rất đẹp, bây giờ sao lại đáng bị đánh như vậy chứ? Trả cho tao. Ê, có điện thoại nè. Ba mày à, rất đúng lúc tao sẽ nói chuyện của mày cho chú ấy biết. Trả cho tao. Nè nhận thiệt hả? Không phải chị rồi đến ba rồi đến thôi sao? Của cuộc là tên đó sợ ba à? Có chuyện gì? Mày nói chuyện với ba mày như vậy à? Không có chuyện gì thì tôi cúp máy đây. Tao nghe nói mày ở trường chủ động phụ đạo cho một học sinh kém. Việc đó không liên quan đến ông.
Đừng ở cùng với mấy đứa vô dụng, mày sẽ hư hỏng theo bọn nó đấy. Tiêu ca chính là trường học ở phía trước. Đừng lừa tao, nếu không tìm được nó, tao sẽ không tha cho mày đâu. Em sao dám lừa Tiêu ca chứ? Quý Minh Hân đúng là ở trường học đó. Em nhận ra đồng phục của nó mặc mà. Còn dám chạy đến trường học sao? Thằng chó đó. Này, chuyện tao vừa nói với mày nghe không? Nghe thấy không? Hả? Sao lại mưa chứ? Ông chủ Lâm, là tôi đây. Chuyện lần trước ngài suy nghĩ thế nào rồi? Ai vô, ngài yên tâm đi. Chỉ cần có chúng tôi ở đây, thì đừng hòng có kẻ nào dám làm hại ngài. Dù là một con chó, một con muỗi cũng đừng mơ đụng đến ngài. Thậm chí có dao cũng phải bước qua xác của chúng tôi. Chúng tôi chính là nói được, làm được. Được rồi, vậy chúng ta quyết định vậy đi. Ngài chọn thời gian qua đây để ký hợp đồng nha. Được rồi, đến lúc đó rạp. Tạm biệt ông chủ Lâm. Hay, bao giờ mình mới có thể nghỉ hưu đây? Thư thái, tìm một nơi để đi nghỉ phép. Trong đám bọn nó chẳng có ai được cả. Chứng cá năng lực tốt, nhưng lại là một người lạnh lùng, minh thần. Thôi bỏ đi, nó vẫn còn là một đứa trẻ. Vào đi. Ông chủ ngài tìm tôi. Ừ, vào đi rồi nói. Ngồi xuống uống trước đi. Có việc gì ngài cứ trực tiếp nói đi. Cậu, thằng nhóc này đúng là không hợp lòng người mà. Vậy tôi cũng không toán nhóc nữa, tôi hỏi cậu. Tiêu Kiệt đằng đâu? Có đến tìm cậu không? Không có. Ai, tên đó mấy ngày nay cứ làm phiền tôi. Có liên quan đến Minh Thần? Ừ. Ông không tiếp tục giữ cậu ta lại à? Nào có đơn giản như vậy. Khen tôi nhiều năm rồi. Người của nó ở trong công ty có rất nhiều. Trước này nó cũng không như vậy đâu. Từ khi tôi để Minh Thần quản công ty, nó liền thay đổi, đặc biệt là sau việc đó. Tạm thời chỉ có thể trú ở đây thôi. Hy vọng mưa không lâu quá. Buổi chiều còn có nắng mà, sao giờ lại đổ mưa chứ? Bác được rồi. Em nói rồi, thật sự ở đây mà. Mặt hỉ đầu chợt. Hai đứa mày sao lại đến đây này? Vậy còn mày đến đây này để làm cái gì? Không ngờ mày thật sự chạy đến trường học Quý Minh Hận. Tiêu ca, mày đến đây để làm gì? Mày có tư cách để hỏi tao à? Ông chủ còn nói mày có nhiệm vụ đặc biệt, nhất quyết không nói mày đi đâu. Nếu không phải có bức ảnh này, tao thật sự tìm không được mày, mày xem đi. Mày rất trông thông thả ha. Chạy đến trường học để tiêu giao, mày đã đọc được tin này chưa? Đây là quyền của tao, không liên quan đến mày. Tên này, thí phách lớn thật. Quyền của mày, không liên quan. Tao nói mày đó, không nên. Quên nhanh như vậy chứ. Sao vậy? Có cần tao giúp mày nhớ lại một chút không? Tao biết Tiêu ca mày hận tao. Tao cho rằng mày quên rồi chứ, chỉ nhớ rất tốt ha. Đứng lên cho tao, việc này vẫn chưa xong đâu. Nhưng mà, tao không hối hận khi làm như vậy. Chính là bộ dạng này. Tao thật muốn xé nát bộ dạng hung hăng đó của mày.
Đáng ghét. Nếu không phải bởi vì chân của tao, hai tao trở thành bộ dạng như thế này. Trước đây có ông chủ che chở cho mày, hôm nay tao tuyệt đối sẽ không buông tha cho mày. Tao nói rồi, tao không hối hận. Nếu có thể chọn lại một lần nữa, tao vẫn sẽ làm như vậy. Cho dù mù đi con mắt này. Thật là xui xẻo mà. Đừng chắn đường. Làm chuyện gì cũng không sạch sẽ, cảnh sát đã để ý đến tao rồi đấy. Chỉ có thể ra ngoài nước ngoài trốn thôi, ngài yên tâm. Tôi đã sắp xếp ổn thỏa rồi, ngài tắt điện thoại trước đi. Tiểu Tiêu à, cậu đừng để tôi phải uổng phí khi trả nhiều tiền cho cậu như vậy nha. Xin ngài hãy yên tâm ngồi lên xe, đi đến máy bay. Tôi sẽ lái xe của ngài đi vòng vòng thành phố này. Để bọn họ kịp phản ứng qua đây, ngài sớm đã bay mất rồi. Hà yên tâm, để sau khi việc này qua đi, tiền của cậu kiếm không ít đâu. Vậy tôi xin cảm ơn Lý Tổng trước. Hà, đợt làm xong việc này, người biết đến mình nhất định sẽ càng nhiều hơn. Khi đó ông chủ còn có thể nói gì chứ? Tiêu ca, dừng tay đi, con người đó không sạch sẽ. Ai đang phạm tội đó? Quý Minh Hận, ai kêu mày đến đây? Lập tức cúi xuống cho tao. Tiêu ca bây giờ vẫn còn kịp, nhanh chóng dừng tay đi. Nếu không, anh không chỉ xảy ra chuyện mà công ty và ông chủ đều sẽ bị liên lụy. Quay lại, tôi đã báo cảnh sát. Lý Tổng đêm nay sẽ trốn đi rồi. Cảnh sát bây giờ đang ở sân bay. Mày đang nói cái gì? Dừng lại, tôi nói anh nghe không hiểu à? Im miệng cho tao, tao sẽ tính món nợ này với mày sao? Mau dừng lại, anh thật sự muốn bị bắt à? Anh không nghĩ cho bản thân cũng phải nghĩ cho ông chủ chứ. Mày câm miệng đi, mở miệng khép miệng đều là ông chủ. Tao biết ông chủ xem trọng mày, nhưng tao nhắc nhở mày. Tiền tao sẽ lấy được, công ty cũng sẽ là của tao. Ai đang nói cái gì vậy? Cái tên này e là bị điên rồi. Không ổn, sắp đuổi kịp rồi. Tiêu Kiệt, thằng này sao lại đuổi theo đến đây? Tao nhất định phải trở thành lão đại của công ty. Ai cũng đừng hòng ngăn cản tao. Chân của tao. Mày đắt mày bạn đấy. Mày có biết trong 2 năm qua tao đã nhận nhìn bao nhiêu không hả? Chuyện đó là ngoài ý muốn. Tao không ngờ đến. Mày cũng không theo đuổi đến đó, Tiêu ca. Tao hôm nay muốn đánh rẫy chân chó của mày. Đừng tái mà. Con mắt đó của mày nhìn không được rõ sao? Tao đã nhìn ra rồi. Chỉ cần đánh vào bên đó thì mày chính là phế vật. Cái thằng này nhanh thật. Mày đừng có mà quá đáng. Đồ chột mắt hí, hai đứa mày chết ở đâu rồi? Đến đây Tiêu ca. Tên này trốn ở rốc nhìn lén, bị bọn em phát hiện. Hình như là bạn của Quý Minh Thần.
Đến đây tiêu ca. Tên này trốn ở trong góc nhìn lén, bị bọn em phát hiện. Hình như là bạn của Quý Minh Thần. Đừng đụng đến tao, quay lại. Tao không phải bạn của nó. Tạ An Nam, sao mày lại quay về đây? Mày quản được tao chết. Tên này là... Bắt nó lại, đó là bạn thân của Quý Minh Thần đó. Quân đại ca, cái gì? Bọn mày bị điên à? Còn không mau bỏ tao ra. Quý Minh Thần, không muốn bạn thân của mày bị đánh, nhanh chóng quỳ xuống cho tao. Mày bị khỉ năng hả? Còn không bỏ ra, tao báo cảnh sát đó. Giữ tật tay của nó lại. Quý Minh Thần, còn không mau quỳ xuống cho tao. Được rồi, ra tay đi. Thần đó ở trường học vẫn luôn làm phiền tao. Tao còn đang nghĩ phải làm thế nào để chỉnh đốn nó. Nhanh chóng chỉnh đốn nó đi. Cảm ơn bọn mày nhiều lắm lắm luôn á. Nhìn thấy bộ dáng của nó không? Có thù với nó thì đánh nó đi. Đừng kéo tao vào. Tiêu ca làm thế nào đây? Không ra tại sao? Quậy khi nhanh chóng kêu nó cút đi. Đừng để nó ở đây làm ngứa mắt tao. Mau bỏ tay tao ra, hiểu không? Tao đảm bảo sau này tụi mày sẽ hối hận. Một mình mà còn hung hăng. Cho mày thấy sức mạnh của tao, xem mày còn ngông cuồng nữa không? Đủ rồi Tiêu ca. Đừng kéo người không liên quan vào đây nữa. Chuyện mày muốn tính sổ với tao, sau này chúng ta tìm một chỗ đơn độc giải quyết. Ế, còn chưa chạm quà mà đã vội vàng như thế này sao? Bây giờ nhanh chóng rời khỏi đây đi. Quyết này, ngày hôm nay tao sẽ không nói với ông chủ. Tiêu ca, đừng tính nữa, đi thôi. Không được, nhất định phải hôm nay. Tao phải cho hai đứa nó một bài học. Tiêu ca tứ tiếp tục như vậy sẽ có người đến đó. Hôm nay đi trước đi. Hai đứa mày hãy vào đấy, để chúng ta đi. Tiêu ca, hay là đợi hết mưa rồi, đi. Thật xin lỗi, chuyện này không liên quan đến mày. Không ngờ đến bọn chúng cũng lại kéo mày vào. Tao nói rồi, động tay đi. Rồi bọn chúng sẽ hối hận. Mày yên tâm, tao sẽ không để cho bọn chúng tìm đến mày đâu. Chàng của tên đó là do mày đánh tạc phới à? Là do tai nạn xe. Tao là người xấu xa như vậy à? Trước đây mày cũng đánh Lý Chi danh đó. Là nó dở trò quế tao trước. Nói thật với mày, tao thật ra không phải chuyển trường đến, thậm chí cũng không phải học sinh. Tao còn là một người không biết trả ân đền nghĩa. Rõ ràng từ nhỏ được người khá chăm sóc. Sau khi lớn lên, còn cho tao công việc, thậm chí còn nghĩ cách để bạc tao. Tao ngược lại còn không đủ, không biết đủ, không nghĩ đến phải cố gắng báo đáp ông ấy. Trả lại muốn chạy đến trường, muốn cảm nhận cuộc sống ở đây. Tao biết đây này không thuộc về tao. Tao chỉ là muốn sống một chút cho bản thân. Cho dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn, tao cũng rất hài lòng. Mày rất rảnh sao? Mày không có tư cách hỏi tao. Hay, mưa này còn bao lâu nữa mới tạnh? Gọi đi sao? Lái xe không phải là được à? Tao không có dư tiền như vậy. Mày đang làm cái gì thế? Tao không thể cứ ở đây đợi tạnh mưa được. Đi đây.
Chụp lấy. Hử, mày cho, mày có đem dù à? Ngày mai trả tao. Nhất định là có vấn đề. Không cần thì trả cho tao. Quậy mày thế nào? Rồi xé. Được rồi, cảm ơn. Dù ngày mai tao sẽ trả lại cho mày. Ê, đừng có quá đáng, mày Hằng. Mình ở đây để làm gì? Anh